cháu đâu anh em bạn có cố được đâu. Ờ thế này quá hết đỏ thật ngữ. Thấy đâu rồi. Thế ai đi đỏ rồi lão cứ phải bỏ tiền trước. Bao nhiêu đây? Chẳng là mỗi khách đi đỏ cút số quan hai. Thấy rồi. Làm bảo như ngay để thông chi tam giới. Tam giới. Về người mà lão nhẹ máy, lão đi chở cụ về đây. À, về đây. Thấy anh này bà con ơi. Sao? À, kìa. Sao đây? Lắng tay nghe lão giật tích đò này. À đò này. Đò của lão chẳng là được ban từ thời vua ban truyền cổ đại. Cổ đại. À, kinh đại lập đàn để các đẳng hồn được siêu thoát. Thấy rồi. Lắng chẳng hay đã hồ mãn tất. À mãn tất. Này con cháu của cụ từ bốn phương trời nay trở về đây để báo hiếu cho cụ nãy ơi. Anh nhớ đến tôi. Ở luôn hồi ấy lão tôi cũng ơn nhờ Phật tổ. Phật tổ. Vì dương gian ông phủ cách cháu nghìn trùng. Nghìn trùng. Ấy thế phụ muốn qua sông thì tất có thổ công sông mà lão còn mắc ông thần bế nó. À phải rồi. Ê con cháu một cụ bác ơi. Thầy đánh em cái đòa ra đây rồi đưa lễ xuống thì ăn cơm khoáng mời cụ xuống bến rồi đưa cụ đi ra sớm nó không có lại nổ thiên nữa thì anh đi đâu mà này các con các cháu của cụ nhất một lòng tầm một đạo đây chẳng là thành ơn lại có cảm lợi chẳng tiền. Thấy rồi. Này con cháu thảo hiền để báo hiếu cho cụ trong đêm nay. Thằng đáo mà phục vụ có lòng thì mà cũng đáng sức cơ dạ tay dạ vâng để chào chó cho cụ đưa về bên kia là vòng hai tiếng cày thấy rồi cụ về bên đến thanh nhà là khách nạn rồi cụ bút ve che chở độ chi cho anh trên em dưới con chó nội ngoại gần xa nội thân thì bên cha mà ngoại thân thì bên mẹ thế nào phù hộ độ trì cho bà con mới xóm. Sao? Ờ, đi xa về gần đi năm mười mười đi tươi về phúc mà cầu lộc thì tắc lộc cầu tài tắc tài à? Mà cầu danh vọng thì tắc danh vọng. Thấy rồi. Thế là mời con cháu cho cụ quỳ lên để cùng với em cấn khoáng đưa cụ xuống bến nào. Anh nhanh anh nhanh ấy năm mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hô ba. Đây chính phương trời mọi người cũng bất mười phương chư Phật mười phương. Mười phương. Đây chính sao phương trời là đức địa tạng ước bộ tạng đại thánh ma hoa một biển biết tôn đá. Đây xin phương thầy tôn thần cũng không còn công còn nuốt hồn gia hồn trạch cô không tất dụng là cũng quân nhân công chủ tương mạnh cao thủ thần quân. Cũng phương năm mạnh tiền chủ tiếp dẫn đại thần thần xin phương thỉnh ngồi ra trên cổ phải ra trên cổ của Nguyễn Duy Tộc. Các cao tăng còn bảo cao tăng cao liền cao tăng còn tìm phúc bác đẹp quý cô di chuyển người ác thân bên cận tích thiết tội phạm đàn chư quân hồn chư vị người lòng lai giãn hạn chư thần cần tấu thì việt nam quốc thái nguyên tỉnh thái nguyên thành phố hương sơn xã bến đỏ xóm phải rồi vì vu gia cư ngày hôm nay có phong linh hương hồn của cụ tên thật là Nguyễn Duy Bản. Thế mà đi công tác đấy cụ được cải danh là công quốc bản. À, cụ hưởng họ là cụ hưởng họ phật họ là bát hồng tứ quế. Thế cụ đã đủ số khi tên theo tổng cộng đạo nhà ăn thủ quyết quyết những chứng sinh sinh vương hoa năng trà hóa thơm. Thế cây vẫn đạc cây gió chẳng dần ở giả vẫn an như ruột can cánh quân dối để sinh sinh tỉnh chư vị người đồng nay tán hạ để tiến triển cách tam hồn thất thoát thất thoát tam hồn con linh nhơ một của cụ tên thật đó là Nguyễn Duy Bán. Thế mà cái công tác ngày xưa được cải danh là công quốc bản nên được qua giáng hạ từ đường giáng hạ bản quyền để anh em con cháu có lòng có đạo có cả gạo này được cho tiền. Em nói đến gạo tiền thì con cháu phục vụ ít nhiều thả mà thôi. Chứ các bạn cứ ngồi không nên phụ để bỏ em nói xuân. Anh ơi. Thế các bác ít nhiều thì thả thôi các cụ không nên phụ để bỏ em nói xuân chẳng ra làm sao các bác ý. Anh ơi. Đấy.
nay con cháu của cụ ở xa ở gần từ bốn phương trời từ nam chí bắc. Quê của cụ con là Hải Dương rồi, đang con các cháu của cụ ở bốn phương trời đây về đây. Đem thân về học, đem đầu về chín trăm công đức nhân một của cụ đã nhất tâm thiết thích nhất thành. Một ni một nay là tiền thành sai để đi thiện công đức nhân một của ông ở đây ở nam ở bắc kỳ cao bất cả. Cụ giáng hạ từ đường giáng hạ bàn thuyền về anh em con cháu con học con đạo con học con tiền. Đưa cụ đi thăm các cảnh các đền để cụ được mát mẻ theo sư phụ về nơi đây thanh nhàn khoái lạc. Công minh nhân hoàn của một đồng đất siêu các độ các tự tại các tiêu cho một phù chỉ trong dương quyết tất điều lành đem đến một điều chứng thì công cứu cho phương nay thì tất lai bầu chi tất tướng lễ tạc tâm thành lễ chi tất tướng lòng kính kính sư chứng kính niệm không chi tam giới con cháu đã thắp nén nhang thơm cứu những kiểu trùng từ ngày công minh nhân hoàn của tổ trong luôn mà lại là ô phà tôi lẽ gì em làm vừa con cháu của cụ thành công. Nên là mời cụ được ngay nhìn là hỏi là xin mời con cháu lên rước ánh cụ xuống tòa để em đưa cụ đi ra sớm bác về ảnh cho một cụ rồi và năm thanh niên nào đó giúp em cái bản đi. Chào ơi ngày hôm nay các con trai gái sầu hà Thank you.
bà con gái và bà con dâu hộ cụ đông ngồi bên đây này. Để nghe âm dặn đây. Đấy rồi. Con gái trở về à, con dâu đầu. Đâu rồi? Mỗi bà một bên, một bà ngồi bên này. Một bà ngồi đây. Đây là, hai bà ngồi thật xuống. Ngồi thật xuống nhìn một cụ đây. Đây hai bà ngồi đây, ngồi dịp vào. Ngồi dịp ra. Bà ngồi dịp ra. Đây hai bà ngồi đây quay đòi con cụ, quay đi quay lại thế này nhá. Đây bà về đấy là một tay giữ rẻ một cụ nhá. Còn bà bên này hai tay bám vào. Đây các bà quay đi quay lại thế này nhá. Đấy quay sao đảo quay sẽ có bảo. Thế tí nữa mà đưa được vào cánh chùa nào thì các bà là gọi ơn cha ơi cho con trả tiền cho cụ vào cánh chùa đấy nhá. Hai bà giỏi chưa? Bà gọi thử cha nào. Ơi cha ơi, con trả tiền trò cho cha. Ôi cha ơi, con trả tiền trò cho cha. Khóc lõa thế. Mỗi đội là khóc xuống. Nói để thấy nào chứ gì. Không cụ để bó mà lò cụ nhé. Đấy rồi. Các bạn ngồi đây này nhớ là chị em bảo nhau quay ra sao là không quay xéo rồi nhá. Em mà đêm nay các bạn ngồi đây. Ngồi đêm nay con mà thiếu cụ hết tiền thì ngày mai các bạn lại kính ra tiền hả? Chứ mai mất cha hiền rồi chẳng biết tìm cụ ở tới đâu. Trước ngày trai gái rể dâu xong là anh em cháu con ngồi ngoài. Thế các con các cháu cụ cụ ở Hải Dương xong hết rồi. Thế sao ngồi rất là sau á. Thế các bác ở xa thì nhích lại đi cho gần các nhà ngồi xa thế. Thế đêm nay con nào cháu nào mà biếu cụ nhiều thì cụ phù hộ độ trì cho nhiều các bác nhá. Hãy nào ơi. Thế các bác ở xa có lần nào thì biếu cụ gần đấy cứu hết thì thôi. Thừa thiếu bao nhiêu thì để cho vợ chồng các cú anh các nó lo tất. Hả? Các bác vậy? Thế nào mời các bác có ở xa về thì có cần nào thì biếu dù mà đấy biếu hết thì thôi hả giờ thiếu bao nhiêu thì cứ để cho gia đình bất cứ anh con nó lo hết. Thế nào cần là các bác đứng dậy đi để đưa cụ đi khắp các cảnh tiền chùa để cụ được mát mẻ tiêu xài. Hai bà có quay rồi á. Em bảo các bác nhớ là cái nghề không nước của em là các bác cứ thải những đồng nào mà không ngấm nước đấy nhá. Cái tối gì này những đồng ngấm nước đấy các bác ạ. Thôi cái nước này bảo em biết chả bảo anh mấy cái đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thế.